Xin chào các bạn, mình là Văn Lộc. Và bây giờ thì 11 giờ đêm rồi. Và mình vẫn còn sức mạnh để muốn làm cái video để dành cho các bạn. Thì thật ra này mình muốn làm cái video để dạy về SEO Internet Marketing trong cái giáo trình tiếp tục. Nhưng mà mẹ có cảm giác hứng thú với đàn hơn. Đêm rồi mình vẫn thích mần nguyện những cây đàn hơn. Và cái bài số 4 này thì Lộc dự định chia sẻ với các bạn để các bạn có thể giải quyết được cái vấn đề móng tích đàn. Thì cho cái bài đàn thì cái bài móng đàn này thực ra là một bài rất là quan trọng. Các bạn sẽ hỏi Lộc là nên chọn móng đàn như nào. Thì Lộc chả biết là móng đàn như thế nào thì sẽ là đánh là tốt. Lộc chỉ biết là nó có một đống đây. Lộc mua một túi to đùng khoảng tầm 100 cái, các bạn có thể nhìn thấy. Dùng không biết vào đâu hết thì chả biết là như thế nào. Lộc chỉ thấy là tất cả cái này như nó mỏng bằng nhau sao ấy. Công số thái nó sẽ hơi dày hơn một tí. Thì Lộc cũng nói luôn với các bạn là ngày xưa Lộc không có tiền mua móng gảy đàn đâu. Không có tiền để mua móng gảy đàn đâu. Thì Lộc thường là dùng cái này. Các bạn dùng biết dùng cái này không? Sim 4G. Ngày xưa là sim 3G thôi. Lộc từng cắt nó ra. Từng cắt nó ra để tạo ra những cái móng đàn các bạn. Nên là Lộc có những cái móng đàn như thế này. Đi ra từ sim 3G, 4G. Đi ra từ sim 3G, 4G. Rồi, những cái móng đàn rất là xấu. Và sau này thì sau này bực tức quá thì mình mới mua một cái túi này thôi, thì mình đỡ phải cắt những cái tấm này nữa. Tấm này giờ vẫn còn nguyên đây, thì mình đã mua được những cái tấm túi mới. Thì mình cũng có những cái móng gảy đàn như thế này, gảy đàn như thế này. Thực ra thì cái này nó rất là cứng, nó không chuẩn so với cái móng gảy đàn, nhưng mà đánh nhiều thì nó cũng quen các bạn ạ. Thì chia sẻ với các bạn ấy để các bạn hiểu, nếu như một đôi tay tài khéo thì các bạn đánh bằng cái tăm cũng thể thành móng đàn được, không cần phải dùng cái móng đàn chuẩn này. Thì thực ra cái móng đàn này bạn thấy nó rất là dẻo này, mình thấy mình có thể rất là dẻo. Thì mình đánh các loại móng đàn rồi thì mình chả biết là bây giờ đánh cái móng đàn sao nào tốt nữa, chỉ biết là nghe nó hay là đánh thôi. Thì về việc cập móng đàn thì Lộc cũng nói với các bạn trong các bài trước rồi, thì đây là ngón tay trỏ của các bạn. Các bạn để cái móng đàn nó đặt lên đây thôi, và đặt lên đây nhé, và để thừa ra, để nó thừa ra một chút thế này. Ngón cái các bạn giữ vào đây. Đây là cái cầm móng rất đơn giản, đây là vậy. Như vậy, mình cũng cầm cái này cũng như vậy. Thì cầm không có lọc, cầm không có chặt, không có lỏng để đánh ra cái tiếng hay nhất như này. Thì mình đánh cái nào nó cũng hay, bởi vì là mình cảm giác thế, bởi vì là mình đánh nhiều lắm rồi, mình đánh nhiều loại móng nào mình cũng được mà. Nên là mình không biết là như thế. Các bạn cầu kỳ thì các bạn nghĩ rằng móng nào sẽ như thế nào. Thì cái vấn đề nó không quan trọng, mà cái vấn đề quan trọng là như thế này, là các bạn phải, bởi vì móng đàn sẽ giúp cho tốc độ đánh nhanh hơn, nhưng mà âm thanh vẫn sắc nét, như là vẫn sắc nét. Bởi vì đôi khi người ta đánh bằng ngón tay này nó không chuẩn bằng đánh móng được, tức là cái âm thanh, âm lượng nó đưa ra đấy nó không đều nhau, tức là sự to nhỏ của nó không đều nhau. Cho nên là các bạn nên tập dùng móng tốt hơn. Thì dùng móng thì quạt thì dễ rồi. Nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn cái bài 4 này là để các bạn chia sẻ, để các bạn thể tập móng đàn để đi và lead cho những bạn nào mới. Vì các bạn thứ nhất là nhịp chưa chắc, thứ hai là các bạn đi hợp âm nó chưa nhanh, thứ ba là tay trái tay phải vẫn còn chờ nhịp nhau, nó ngượng tay. Thì các bạn nên tập ba cái bài trước, học kỹ lại ba cái bài trước, tự ngồi dậm chân dậm nhịp. Sau đó là bước thứ nhất, bước thứ hai là các bạn phải tập chuyển gam cho tay nữa. Các bạn nhấc tay lên bấm vào. Cái cách chuyển gam chỉ có nhấc ra bấm vào đấy, tự chuyển thôi đấy. Các bạn nhìn tay mình đấy, để cho nó cái tay nó nhanh đi, thì các bạn mới vào được cái bài này nhé. Cái bài này thì cách học hợp âm chỉ có cách là bỏ ra bấm vào đấy. Còn cái bài này chủ yếu mình sẽ dạy các bạn về tập móng. Thì các bạn đã chắc được nhịp, đã chuyển được gam hợp âm, các bạn cứ đánh 6 hợp âm trong cái bài trước thôi, đừng có nghĩ nhiều. Thì cái bài tập móng này đấy, các bạn phải tập cho mình khoảng tầm một tuần để các bạn để cho cái nghệ thuật cầm móng này nó ngấm vào người các bạn.
ngấm vào người các bạn và mãi mãi nó không ra ra khỏi các bạn được nữa. Thì các bạn tập cho mình một tuần. Và bài tập của nó là như thế này. Các bạn sẽ đánh cho mình một lần xuống cho dây số 1 này và một lần lên. Đây là bài tập duy nhất các bạn đánh cho mình. Đây là bài tập thứ nhất các bạn đánh cho mình. Một lần xuống, một lần lên. Nhìn các bạn nhìn không? Một lần xuống, một lần lên, một lần xuống, một lần lên. Bây giờ các bạn sẽ đánh như thế, nhưng mà nhớ là dập nhịp đánh nó đúng nhịp. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nhịp 1 là mạnh nhất đúng không? 2, 3, 4 là nhẹ hơn. Các bạn tập như thế trong tầm 5 phút nhé. Các bạn tập đầu tiên là tập chậm, sau đó tăng tốc độ nhanh lên. Tăng tốc độ nhanh lên. Nhưng vẫn phải đều nhé. Các nhịp phải đều. Rồi, tập để cho các bạn nó vững nhịp và cái tay cầm móng gọn nó quen mà. Để cho các bạn có thể hoàn thiện được cái bài cầm móng. Và về sau này các bạn học các điệu, tất cả các khác, các bạn cứ cầm móng mà không cần phải lo ngại gì nữa. Tập cầm móng cho ok nhé. Bài tập cầm móng này nó sẽ giúp cho chúng ta tốt về cái di chuyển ngón tay. Tốt về di chuyển ngón tay và cũng như là tư duy về nhịp của não. Hãy làm cho cái bài tập này nó ngấm vào người bạn, nó trở thành chính bạn, nó trở thành cuộc đời của bạn nhé. Để cho cái bài tập này nó giúp bạn trở thành một con người có nhạc, con người có nhạc, có nhịp điệu, có tiết tấu trong con người mình. Thì các bạn đánh một xuống thì sẽ một lên. Và đánh làm hai và lặp đi lặp lại thật là đều. Di chuyển nhé. Thì mình thường đánh 4 lần thì mình di chuyển 1 lần. Đấy, mình thì thường như vậy, các bạn có thể đánh lâu hơn. Đấy là tùy các bạn, còn quan trọng là cứ nhịp 2 là cứ 1 xuống thì 1 lên. Xuống thì mạnh hơn, lên nhá. Ở đây các bạn có thể đánh thành nhịp 4. Thì 4 thì nếu mà đánh nhịp 4 thì các bạn đánh 1 là mạnh nhất và 3 là cách sau sẽ là yếu. Hoặc các bạn đánh thành nhịp 8. Nhịp 8 thì cũng giống hệt như là nhịp 4 nhân đôi thôi. Tức là cái nhịp 8 thì là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái 1 và cái 5 là mạnh, nhưng mà cái 5 là cái mạnh vừa. Đấy, các bạn học bài trước thì bạn sẽ hiểu được qua về nhịp là như vậy. Đấy là cái bài tập thứ nhất. Thì các bạn tập cho 6 giây luôn. Đấy, các bạn tập cho tất cả các ngón. Đấy, thì đấy là bài tập thứ nhất. Khi chán rồi các bạn sẽ sang bài tập thứ hai. Bài tập thứ hai các bạn sẽ đánh cho mình sẽ dùng hai ngón tay. Các bạn sẽ bấm, tùy các bạn thích bấm vào đầu thì bấm. Lần đánh xuống các bạn đánh cho ngón trỏ, đánh lên các bạn đánh cho ngón giữa, được chưa? Đấy, mình đánh nó còn được chặt đấy nên các bạn phải cố gắng tập nha. Bây giờ bài tiếp theo các bạn sẽ đổi dây, đi lên một dây. Đấy, đánh một lúc là đã sai rồi. Cái bài này nó giúp các bạn tập nhịp ấy, não các bạn sẽ phải hoạt động hết cỡ để tập được nhịp, không bao giờ các bạn sai nhịp được. Và nhớ đến 1, 2, 3, 4 nếu như bạn cảm giác yếu. Đấy, mình đánh nó vẫn là sai nhịp đấy. Và đánh nhớ là đừng để nốt nào nó bị liệt nhé. Đừng để nốt nào nó bị liệt này. Các bạn đánh sau đó lên dây tiếp. Các bạn đi từ trên này đi xuống và đi từ dưới đi lên. Đấy, sai rồi đấy. Yeah, các bạn có thể tập hai ngón này. Đấy, đi với hai ngón này nó sẽ kém bởi vì mình chưa giờ mình tập hai ngón này cả. Đấy, tùy các bạn.
Đấy, đấy là cái bài tập hai nhá, bài tập 2 cứ đi 6 giây. Các bạn đi lên rồi các bạn đi xuống nhá. Các bạn nhớ cho mình một cái chú ý là khi các bạn đi lên, các bạn đi lên thì các bạn đánh là đây và đi lên. Tức là cái nhịp một ở đâu thì cái xuống ở đấy, đúng không? Nhưng ví dụ như các bạn đánh ví dụ như các bạn đánh là cái nhịp một ở ngón giữa thì cái nhịp một mãi mãi phải thuộc về ngón giữa nếu bạn đi lên là ở ngón giữa. Đúng chưa? Đấy, đấy là cái bài tập này thì các bạn đã chọn nhịp một vào giữa thì mãi mãi nhịp một vào ngón giữa, nhịp một vào ngón giữa. Nếu mãi mãi như vậy tức là cái phách mạnh luôn là nhận vào ngón giữa. Còn nếu bạn đã chọn ngón trỏ thì mãi mãi là ngón trỏ đi lên hay đi xuống. Đó. Thì đấy là cái bài đi lên xuống hai ngón, các bạn có thể đảo cho nhau, đảo cho nhau, một vào ngón trỏ thì hai sẽ vào ngón giữa, và hai vào ngón giữa thì một sẽ vào ngón trỏ, một vào ngón giữa thì hai sẽ vào ngón trỏ, đấy tùy các bạn. Thì chúng ta sang cái bài thứ ba. Bài thứ ba là sử dụng ba ngón. Thì các bạn thấy ba ngón nó sẽ bị lẻ thì đánh như nào? Thì các bạn vẫn đánh 1 2 và các bạn đánh 6 lần, 6 lần nhé, đánh 1 2 như đánh 6 lần. Thì các bạn đánh 6 lần thì nó có hai kiểu đánh, nó có hai kiểu đánh nhé. Các bạn sẽ đánh kiểu lúc nãy đánh kiểu mà nó đang đánh đây. Bạn sẽ đánh là kiểu này là xuôi, kiểu này là xuôi này. Ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, xong rồi một lần nữa là cho ngón áp út. Các bạn hiểu không? Một lần nữa cho ngón áp út. Và các bạn nó đánh ngón giữa, ngón trỏ, được chưa? Thì đấy là cách mà các bạn đánh cứ lên xuống để cho cái tay này nó quen cái móng, nó cầm nó giữ được cái nhịp. Thì các bạn đánh như vậy, đấy đánh xuôi. Còn đánh ngược thì các bạn sẽ đánh ngược, các bạn sẽ đánh nào, tức là chỉ đánh trỏ giữa áp út, trỏ giữa áp út, mà các bạn chỉ đánh một lần đi thôi, đúng không? Thì hoặc là các bạn chỉ đánh một lần về cũng được, nhưng mà nhớ là nó là nhịp hai thì cứ một xuống thì phải một lên, một xuống thì phải một lên, một xuống phải một lên, một xuống phải một lên. Thì đó, thì các bạn cứ tập xuôi ngược ngược xuôi, đấy là tùy các bạn, quan trọng là nó phải đều nhịp cho cái tay này. Thì các bạn đi cả 6 giây nhé, lên và xuống, xuôi và ngược. Thì các bạn đánh đầu tiên đánh chậm thôi, các bạn mới tập đánh chậm thôi. Đánh chậm, đầu tiên các bạn đánh thật chậm. Cho nó quen, hiểu chưa? Không dễ như hai ngón đảo nhau này được, mà ba ngón nó khó hơn thì đánh chậm chậm thôi. Sau đó tăng dần tốc độ lên. Đấy, thì các bạn như vậy thôi. Đó, thì các bạn đi cả 6 giây nhá. Giờ đi từ đầu đàn này và đi cuối đàn. Còn là đi mọi vị trí ở cần đàn đi, để cho cái tay của mình nó quen với các thế bấm. Các bạn sẽ thấy là bấm ở đây là dễ, bấm đây sẽ là khó, bấm đây là dễ thì bấm lên đây sẽ là khó. Đấy, thì các bạn sẽ phải cố gắng tập hết mọi thế. Đấy là cái bài này nó chán, nhưng cái bài này là nó giúp đẩy cái kỹ năng, giúp đẩy cái kỹ năng cho các bài tập chính hay bài tập phụ, nhưng mà nó rất là quan trọng. Đấy, sai rồi, nó bị loạn tay rồi đấy. Thế nên cái này tập rất hữu ích cho cái tay và tư duy âm nhạc của các bạn, cho tư duy về nhịp. Thì đó là cái bài tập thứ ba, các bạn phải cố gắng nhớ là cái này là lên và xuống nó chỉ có hai thôi, chứ không phải là 6 8 gì đâu nhá. Thì tiếp theo là các bạn sẽ đánh bài tập cuối cùng là bài tập bốn ngón tay. Thì các bạn đánh bốn ngón tay nó chẵn rồi thì các bạn đánh lên xuống rồi, thì đấy xuôi và ngược, đúng không? Hai lần út này, đúng không? Hoặc là các bạn đánh, hoặc là đánh
Đấy, và đánh như vậy cho cả 6 giây. Hoặc các bạn có thể đánh như vậy, hoặc là đánh ngược là đánh xuôi cho cả 6 giây. Đấy thì mình tập nhiều rồi mình có thể tập nhanh được, nhưng các bạn không thể tập nhanh đâu, đánh thật chậm cho mình. Như vậy cũng đã là nhanh lắm rồi đấy. Đấy, quan trọng là nhanh hay chậm thì các bạn vẫn cứ phải đánh đều. Đánh đều đi thì sao các bạn mới đánh nhanh lên được nhé. Đấy, tập đi cho cái tay bạn nó quen đi nhé, nó quen với đàn đi. Tập thì cái tay nó quen với đàn rồi sau này mới giải quyết được nhiều các vấn đề khác. Thì cái bài tập này nó thì đây là cái bài tập đầu tiên thôi, nó có 4 bài tập này thì các bạn cố gắng tập đi lên đi, đi xuôi đi ngược đi cho cả 6 giây, lúc thì đánh ở trên, lúc thì đánh ở dưới. Đấy, lúc thì đánh 2 ngón, lúc thì đánh 1 ngón, lúc thì đánh 2 ngón, lúc thì đánh 3 ngón, lúc thì đánh 4 ngón. Đấy là 4 bài tập đi. Các bạn là đánh hết như vậy về sau còn nó cũng có cái bài tập này nhưng mà nó còn khó hơn nữa cơ. Và các bạn cố gắng học nhé. Thì đây là cái bài tập cầm móng. Các bạn cầm móng yên một chỗ như vậy và đánh, và đánh. Sau này có rất nhiều bài tập phụ thì mình sẽ cố gắng tập dạ, sẽ hướng dẫn các bạn thì các bạn có thể đánh được. Nó có rất nhiều các bài tập như vậy thì các bạn sẽ thấy là ưu thủ ông này sẽ cứ mãi vào bài tập mà chưa đánh được bài hát nào. Thì bài sau nhá, bài thứ 5 là chúng ta sẽ cùng nhau học một bài hát chơi với điệu blue nhá. Và bài hát đó chơi điệu blue thì Lộc sẽ cố gắng hướng dẫn các bạn chơi một bài thôi và chơi cơ bản thôi. Sau đó là sẽ học tiếp một bài thứ hai và chơi nâng cao hơn một chút nhé. Thì đó là cái chia sẻ của cái bài này. Còn Lộc biết là các bạn rất là sốt ruột, ai học mới đầu thì cũng thế thôi, thì phải trải qua vì các bạn chịu khó ban đầu một tí thì về sau cái dễ, cái mọi thứ khác nó sẽ dễ. Đầu tiên mà đánh cái bài hát ngay thì bắt đầu băn khoăn ngay thì nó mau quá, nó sẽ bị hỏng tay là khó sửa lắm. Giống như bạn vẽ bậy như một tờ giấy rồi sau đó tẩy đi vẽ để phà nó cũng rất là khó. Đấy, cũng như vậy thì các bạn cố gắng tập nhá. Thì hứa bài sau Lộc sẽ hướng dẫn các bạn học điệu blue cẩn thận và một bài hát cẩn thận. Bây giờ thì Lộc xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé.